Hello, xin chào các bạn. Nếu như các bạn thường xuyên xem những cái tập review túi á, thì chắc chắn là các bạn cũng không còn xa lạ với những chiếc túi classic hoặc là những chiếc túi iconic của nhà Chanel đúng không? Thường ở những thương hiệu này á, cho ra rất là ít cái design túi luôn á mọi người. Thường là những chiếc túi iconic qua mỗi mùa á, thì nó sẽ được mix lại về cái chất liệu và màu sắc để trông nó được mới mẻ hơn mà thôi. Nhưng mà hôm nay á, thì mình sẽ review với các bạn hai mẫu túi seasonal mới toanh đến từ cái bộ sưu tập mới nhất của nhà Chanel, đó chính là cái bộ sưu tập Metida. Thì đây á, là hai chiếc túi có cái design hoàn toàn khác so với những chiếc túi từ trước đến giờ luôn. Và có thể nói là nó chỉ sản xuất một lần thôi cho nên khá là hiếm và khó mua nữa. Rồi thì bây giờ hãy cùng mình xem thử á, là trong cái năm 2022 này thì nhà Chanel đã đem đến những cái nét mới lạ gì cho những chiếc túi của họ nha. Mỗi lần mà Chanel về hàng mới á, là mình phải tranh thủ chạy ra xem liền đúng không mọi người. Tại vì nếu mà mình ra trễ khoảng 2-3 ngày thôi thì những cái mẫu túi hot á, nhiều khi là đã bán hết rồi. Còn những cái đôi giày mà mình thích á, thì sẽ hết size của mình chắc chắn luôn ấy. Cho nên lần này cũng vậy. Khi mà Chanel nói là đã về cái bộ sưu tập siêu hot lần này á, thì mình đã phải chạy ra xem ngay. Và rất là may mắn là mình đã mua được hai chiếc túi siêu xinh luôn. Thì chiếc túi đầu tiên á, thì mình cũng đã có đập hộp trong cái tập quà sinh nhật của mình gần đây rồi. Thì đây là một chiếc túi Chanel Flatback màu hồng tím và em này là da caviar. Thì có 3 cái lý do khiến cho mình nhất quyết phải mua cho bằng được em này luôn, dù là em này không bỏ vừa điện thoại nha mọi người. Thì lý do đầu tiên đó chính là cái màu sắc. Cái màu này thì nó quá là xinh luôn á, thật sự là đi từ xa mình đã nhìn thấy cái em này và nó quá nổi bật và nó đập vào mắt mình luôn. Vả lại á, những cái màu hồng baby á, những cái màu hồng hồng kiểu pastel bình thường á thì rất là dễ gặp. Nhưng mà một cái em hồng tím như thế này thì thật sự mình thấy đây là một cái màu sắc nó rất là hiếm luôn ấy. Và mình nghĩ rằng khi mà mình mặc cái em này lên người thì nó sẽ kiểu rất là nổi bật, nhìn nó sẽ cực kỳ độc lạ và nó sẽ mang lại một cái sự cá tính cho cái trang phục của mình. Còn lý do thứ hai á, là do em này được làm bằng da caviar. Thì đây là một cái loại da bền nhất và hot nhất của nhà Chanel luôn. Thì điều này đồng nghĩa với việc á, là em túi này sẽ đẹp trường tồn cùng thời gian luôn. Và khi sử dụng á, thì mình cũng rất là thoải mái vì không phải giữ gìn nó quá nhiều. Và cái lý do cuối cùng cũng là cái điểm ăn tiền nhất của chiếc túi này luôn, đó chính là cái phần dây đeo được cách điệu. Thì mọi người thấy không, đây chỉ là một cái chiếc túi flatback bình thường thôi, nhưng mà tại sao nó trở nên cực kỳ nổi bật và cực kỳ khác biệt? Thì đó chính là nhờ cái sợi dây này đã được cách điệu cực kỳ đẹp luôn. Đây, các bạn có thể thấy ha, cái phần dây ở mỗi bên á, thì sẽ được tách ra làm hai và trang trí thêm những chiếc nút mà có khắc cái ký hiệu Chanel lên trên. Những chiếc nút này á, thì không có giống nhau đâu nha mọi người, mà mỗi một chiếc nút á, thì sẽ là một cái hình khác nhau và rất là xinh luôn. Còn cái phần dây mà tiếp xúc với vai á, được nối phía trên á, thì sẽ là dây da để tạo được cái cảm giác êm ái và dễ chịu nhất cho cái người đeo. Bên trong túi á, thì sẽ không có chia ngăn mà chỉ có duy nhất một ngăn lớn mà thôi. Mình chỉ tiếc là nếu mà em này chỉ cần dài hơn khoảng 2mm thôi mọi người là mình đã có thể đựng vừa cái điện thoại rồi. Thoạt nhìn thì mình tưởng là sẽ vừa kinh được cái điện thoại luôn. Nhưng mà do là có một cái nút kim loại ở phía trong như thế này nè, cho nên là nó sẽ bị cứng và không có bỏ điện thoại vô được. Quá là tiếc ở cái điểm này luôn á. Còn phía sau lưng túi thì như thường lệ sẽ có một cái ngăn túi chìm hình mặt cười đặc trưng của nhà Chanel. Bước qua chiếc túi thứ hai thì không còn là một chiếc flatback nữa mà sẽ là một em pouch bag. Thì đây là một chiếc túi nhìn khá là đơn giản luôn ha mọi người. Thì em này sẽ là chất liệu là da cừu ha và được may theo cái họa tiết là ô trám. Rồi điểm nhấn của em này thì mình thấy là một cái logo CC ở phía trước rất là nổi bật. Còn phía sau thì sẽ không có cái ngăn túi hình mặt cười nha mọi người. Do chất da cừu rất là mềm và dễ bị trầy nên khi sử dụng em này thì mọi người phải chăm sóc rất là kỹ luôn, dù em ấy là màu đen đi chăng nữa. Nếu không thì cái túi sẽ rất là dễ xuất hiện những cái vết trầy dài trên bề mặt da. Mình thích em này vì hai lý do chính. Đầu tiên là do cái dòng túi pouch này thì đựng được rất là nhiều đồ luôn. Bên trong túi thì cũng không có chia ngăn nữa, chỉ có một ngăn lớn rất là rộng mà thôi, cho nên là chúng ta tha hồ đựng điện thoại nè, ví tiền cũng như là tất cả mọi vật dụng mà chúng ta cần khi đi ra ngoài. Còn lý do thứ hai thì cũng tương tự như là chiếc túi flatback lúc nãy, cũng chính là cái điểm nhấn trong cái bộ sưu tập Metida lần này luôn, đó chính là cái phần dây đeo. Thì em nó được cách điệu lại bằng cách là thêm vào một cái chiếc logo CC to hình tròn và một bên dây. Và cái phần logo này thật sự rất là đẹp luôn ấy. Em ấy được đính những cái hạt ngọc trai nho nhỏ, đây chính là những cái biểu tượng của nhà Chanel vào xung quanh. Còn phía dưới chiếc logo này thì phần dây cũng được tách ra làm hai để tạo thêm cái điểm nhấn nữa. Một bên sẽ là dây kim loại và lần này cái dây này nó được design rất là khác luôn. Còn một bên kia thì vẫn là cái dây kim loại xoắn với cái dây da đặc trưng của nhà Chanel từ trước đến giờ.
Tuy nhiên là do cái em này không có cái phần da ở cái phần dây mà tiếp xúc với vai á mọi người, cho nên là khi đeo em này thì sẽ không có cái cảm giác thoải mái và êm như là cái em túi trước. Và lại khi mà chúng ta bỏ quá nhiều đồ vào trong này nó nặng á mọi người, thì khi đeo á thật sự là mình thấy nhiều khi nó bị nhức vai và nó bị rất là mỏi luôn ấy. Khoảng một năm nay trở lại thì những chiếc túi của nhà Chanel đã không còn dùng thẻ nữa nha mọi người, mà thay vào đó là đã được sử dụng chip và được đính dính vào phía trong túi luôn, rất là tiện lợi. Mình cảm thấy rất là ấn tượng với những cái design mới trong bộ sưu tập Metida lần này của Chanel. Thì thay vì họ phải suy nghĩ ra một cái design túi mới toanh á, thì mình thấy Chanel rất là thông minh ở chỗ là họ vẫn dùng những cái design cũ thôi, những chiếc túi tưởng chừng là ở đâu cũng gặp của Chanel, như là những chiếc flat bag nè, rồi pouch bag nè, thì họ chỉ cắt điệu cái sợi dây thôi. Nhưng mà thật sự là nhìn nó cực kỳ ấn tượng và cực kỳ mới lạ, trẻ trung luôn á mọi người. Thì mình rất là vui khi mà mình đã sở hữu được đến hai chiếc túi seasonal trong cái bộ sưu tập lần này. Về giá thì mình mua chung bill cho nên là mình không nhớ giá nào của em nào hết, nhưng mà giá nó cũng xem nhau thôi. Thì một chiếc túi sẽ có giá là 113.150.000, và chiếc túi còn lại có giá là 115.840.000. Những chiếc túi này thì mình nghĩ là giá nó không có quá cao như là những chiếc túi iconic, những chiếc túi classic đâu. Vả lại sau này thì cái giá trị mà mình bán lại nó cũng sẽ không có được cao như những chiếc túi kia. Nhưng mà bù lại thì mình có được những cái thiết kế nó rất là mới lạ và kiểu như hiếm gặp và rất là đặc quyền của nhà Chanel luôn. Chắc chắn là mang những chiếc túi này thì mình sẽ không có sợ bị đồng hàng với ai hết. Thì hy vọng là các bạn thích cái tập này. Nếu mà thích thì các bạn nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ qua những cái tập review túi sắp tới của mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!